Kêu cả nhà ơi, sau bao ngày tránh mưa tránh bão này chào mừng. Cá mắm gì hôm giờ thì dầu cộ luôn cả nhà, nó lên với lại không có dầu người ta bán nữa, không có chạy được, với lại mưa bão quá rồi cũng không có đồ nữa. Lên cao mà lại không có bán nữa, không có dầu bán, mua một cái can thì ta bán cái nhà, mua nhiều nó không bán thì lại biển rồi. Biển của mình giờ thấy đồ là gì cái mắm tôm tép thì không thấy đâu. Ở đây con cá này, có cá này cá bóng gì vậy cha, cá này cá bóng gì vậy, cá bóng luôn cái nhà. Đây cả nhà ơi, tê đường vét đường như đi cá à, với lại mấy con tôm, mấy con cá cơm. Nhưng mà cả nhà nhìn tình hình là biết như nào, lỗ dầu rồi chứ sao. Có gì ăn nấy cả nhà ơi. Giờ thì ba cho con mình ăn sáng món tôm bạc riêm, riêm còn cá lặt giặt lẳng quẳng nấu canh chua, ăn cứ cơm. Cá cơm nấu canh chua cả nhà, tôm thì riêm. Vì mình cái ốc dầu mắc nhưng mà lại bán cho người dân ít nữa, mà biển lại không có đồ tôm riêng hết đi. Không phải là cha con mình không muốn te quy ngại nữa nha, thấy te mà đồ như thế này rồi là biết là sẽ không có đồ rồi, nên là không có đánh bắt tiếp. Nhưng mà đánh bắt tiếp thì càng đánh thì càng lỗ cả nhà ơi, nên là mình biết liệu thời thế mà mình làm thời thế tạ anh không, lúc gió thành bão. Cho con mình đi lúc năm giờ năm mấy, giờ cũng được 7-8 giờ rồi, nèo nấu cơm ăn sáng cái tính tiếp cái nhà ơi. Giờ mình đâm tỏi ớt ốp tôm rang cả nhà. Biên rồi, tỏi ớt mình đâm xong rồi cả nhà, giờ mình bỏ tôm vô luôn, mới tôm lần đầu đang tôm không biết ngon không nữa. Cơm này tươi lắm cả nhà, cơm bạc với lại mấy con tôm sắt này. Rồi. Bỏ đồ bột ngọt vô ốp luôn không cha? Đồ bột ngọt cả nhà ơi. À. Ok. Miếng muối cả nhà. Có bỏ nước mắm không cha? Mắm rồi. Hấp dẫn quá. Mình ốp sơ nha cả nhà. Ốp sơ khoảng 5 phút. Ôi con tôm bạc ngon quá nè, ông lấy bắt nấu canh chua ta.
con bắt tôm bạc ra nấu con chua hả? Không miếng dầu ăn luôn, không có dầu ăn luôn. Rồi giờ để khoảng 5 phút nha cả nhà. Rồi bắt lên rang luôn nha. Không có dầu ăn nó khác nha. Tôm nó cũng sắp chuyển màu nha, còn hấp dẫn, thơm lắm, thơm mùi nước mắm muối ngọt, hấp dẫn quá. Đang tôm rang hay đâu bạn tới, thơm. Rồi giờ mình bỏ đường vô cả nha, bỏ ít thôi. Nó bắt đầu thấy cái mùi, nó ra mùi tôm rang rồi đó cả nhà. Ấy nó chưa ra giờ nó ra mùi tôm rang. Hết ra à? Chết luôn. Rồi chín rồi cả nhà, giờ ấy nó dễ luôn, ấy cái rồi nấu con chua, cha xuống nấu con chua. Hấp dẫn chưa? Mình nấu ăn cũng nhìn hấp dẫn chứ bộ. Hấp dẫn quá. Wow. Thảo cá cha mới mặn xong rồi. Cái này nhiều con cá tép, cái này với lại cá úc, cá đồ, mấy cá lập tạp nhiêm có mấy cá cơm nữa cả nhà. Cá chả nấu canh chua khóm cà ăn với lại tôm rang. Nhà ơi, giờ mình thử con tỏi ra cho bớt mùi tanh nha cả nhà, rồi bỏ xuống vô xào. Rồi uống khóm vô xào luôn cả nhà ơi. Đặt qua bên mấy châu là Trần Thành nè, vô cháu trong còn Trần Thành mà vô mấy trong dưới xuống mấy dưới quặn lên đổ nước vô cả nhà ơi. Rồi nước đã đủ chưa, nêm nếm vô luôn. Cá lạp sạp lạp tạp coi vị trí ngon lắm, cá tươi ngon, cá cơm cá úc cá tốt. Cá tốt, con cá tốt đó mình xiên làm chả ăn cũng ngon quá. Cá tốt còn ở bên kia kêu cá tớt. Cá đâu kêu cá tớt? Bên Đồng Hòa Cần Giờ rồi kêu cá tớt. Mình cũng có tốt. Cái cá đây có gì bộn chứ. Lặn mặn có gì nhiều lắm. Ừ.
khóm cà nổi liêu biêu, ăn vô một cái nó non nó tiêu chứ chịu. Khóm cà nó nổi liêu biêu, ăn vô một cái nó no tới chiều, tại vì ngon quá mà muốn no tới chiều sao chịu nổi. Thôi cũng dần nha. Sao hay đây dẻo chưa. Cá tôm. Cái này dẻo quá đó. Quay vô mà quán không nữa. Cá tôm. Xôi ha, nè, cá ăn dụng xôi chín nè. Bỏ vô miếng hành với lá quế nha nha. Cái nhà có cái chú kia, chú te tay cái nhà te bằng động cơ chạy bằng cơ cái chú te đó cái nhà hải ui sắc mày nha, vậy vẫn kiếm sống đủ. Te cần bao vậy là mình bắt cái gì cha? Ruốc gì có gì đâu, tôm tép luôn ha, tôm đạt nhỏ nhỏ chín nha cả nhà. Tại ở bên mình thì khá là im hơn Đồng Hòa nhiều. Ở vòng vòng xung quanh đây thì người ta đánh bắt là ngày rập nè cả nhà, 12 cái ngục á, với lại lưới câu cũng có nữa. Mời cả nhà ăn cơm. Cả nhà ơi, nay mình có nấu nồi canh chua khóm cà, mời cả nhà dùng cơm với mình, cha con mình với ghe với biển nha nhà, với có tôm rang. Hôm nay thì ba cha con mình đi biển te thì bắt được mớ cá, thì cha nấu canh chua khóm cà với lại mớ tôm thì cha rang. Cái này tôm này mình rang chứ, ăn thử tôm rang ngon đó. Ngon nước thôi, ngọt khóm, ngọt cà, chua. Vừa ăn ạ. Ngọt ngọt cay cay. Có cơm với te thì cái cơm này thì ăn thoải mái rồi. Có nhiều người không có đi biển không biết, ngon cũng không biết con cá cơm này cả nhà. Con cá cơm này thì nó chỉ bé bé cỡ vậy thôi chứ nó không có bự nữa nha. Cá cơm thì thường người ta làm mắm cá cơm nè, rồi làm nước mắm. Còn để mà nấu ăn thì cá cơm phở xả, cá cơm nấu chua, cơm chiên giòn, đủ hương món. Bé không kìa. Cá tươi. Nói chung là ngỡ. Mấy ngày vừa rồi cả nhà, tình hình dầu thì không hiểu sao mà mình mua thì người ta chỉ bán cho mình có 1 can, 2 can thôi, chứ không có phải là bán nhiều như bình thường. Người ta nói là dầu về không kịp hay sao. Với lại mình cũng nghe tin là dầu lên nữa, sắp lên nữa hay sao. Mà biển mình thì giờ đang hết mùa te hay sao, không có đồ nhiều. Nên là hổm giờ nghỉ cũng khá lâu rồi. Nay mới chạy lại thì cũng biển cũng chưa có đồ. Tôm rang ngon đó, ăn rồi đó.
Con này là con tôm sắc này cả nhà. Con này là con tôm bạc. Tôm bạc thì bạc hơn, này đánh mọc. Rang nó ngon hơn, nó ngon hơn sắc. Cả muối. Nó mặn ăn nó chanh hơn. Con này là cái vỏ thì nó mềm hơn cái con tôm sắc. Con tôm sắc thì cái vỏ cứng. Ai thích ăn giòn thì ăn tôm sắc luôn. Ai thích ăn mềm thì ăn tôm bạc. Nó kêu rất tấp bạc luôn. Đó giờ cũng rang tôm cũng ngon quá rồi. Rang ngon hả? Ngon. Sao? Tay nghề đâu biết luôn. Đỏ biết rang đỏ. Sao? Đỏ nó chỉ biết ăn thôi. Bởi vì sao nấu cơm cho vợ ăn nấu cho bà xã ăn. Nấu đi cho quen lần chứ. Không cả phèn là hết lần. Con cá phèn này cá loại cá nhất á. Là cá loại cá nhất cái nha, là nó mất tiền dữ lắm. Nó có giá trị á. Cá bự này thường thường ngoài chợ người ta bán nhiêu ký ra, bự cá phèn. Phèn bự trăm mấy là ở tận quê mình luôn nha, tận cảng gần biển luôn. Còn ở nơi khác chắc cũng cao luôn. Dùng có phèn, dùng này có phèn ăn béo, làm một cái tốp đó nha, một cái tốp nó mỡ luôn, mình có mỡ luôn cả nhà, tốp mỡ vàng vàng lắm, ở nhà nha. Cái con cá tốp này nè cả nhà, cái thịt nó đang ngon số 1 luôn nha, có cái điều cái điểm trừ của nó là xương nhiều quá. Nên là cá này thì không có giá trị nhiều. Nó rẻ lắm. Nhưng mà thịt ăn ngon. Có cá nhiều xương. Cá này thì mình nấu chả, mình xay làm chả thì ăn là số 1. Mới phát rồi đó. Mới phát đầu tiên. Chậm đi. Bờ bén quá, chậm lại. Nãy tôm nhiều quá, giờ nhỉ. Con cắp rồi vừa ăn không? Ngon. Ngon cũng được. Mới ăn mấy con tôm ngán. Chết là dân biển ăn tôm yếu vậy. Ngán vô, ngán ra. Ngán vô quá. Cũng là ngán vô quá, gấp tôm bự luôn mà ta ngán tôm luôn. Tôm riêu cứng vỏ rồi, mình ăn còn rộng đã hơn. Cái ngon quá, ngọt cái ngọt nước, chua, mùi thơm chua mùi trà, đã chứ. Ăn quất bọn cơm có lý lợi cả nhà.